Cái gì cơ? Bộ bài này mà mày mua trên TikTok shop hơn 100.000. Úi giời ơi, 100.000 có khi còn hời đấy, để em nói cho anh nghe này. Đây anh nhìn đi, vỏ hộp giao diện đặc sắc như thế này. Bên trong có tận 62 lá, có mà anh chưa được sang năm không hết. Ừ, công nhận, nhìn cũng đẹp thật. Nhưng mà bây giờ trên TikTok shop bán bao nhiêu bộ bài, tự nhiên lại mua một cái bộ ngẫu nhiên thế này. Không phải ngẫu nhiên đâu anh, đây là bộ bài do Bách Khỉ tự lên ý tưởng và thiết kế. À, có phải thằng Bách Khỉ tập gym 2 ngày xong bỏ đúng không? Đúng rồi anh, cái thằng Bách Khỉ mà nó ở chung cư dành cho người thu nhập thấp đây. Cái thằng có 1 triệu năm follow mà up clip toàn flop hả? Chính xác là cái thằng Bách Khỉ mà chui vào thùng rác với cả không mặc gì chạy quanh Hồ Tây đấy. À, hóa ra là vậy. Cái thằng cu đấy làm clip 4 năm rồi, bây giờ mày kinh doanh sản phẩm đầu tiên là tao cũng mua cho nó. Nghe nói bộ bài này có mấy cái thứ thách cho lắm, em mua về anh em mình nghiên cứu trước xong em mang lên trường á hành hết chúng nó luôn. Có chắc là đều không? Chắc chứ sao không chắc? Có chắc là nghiên cứu không? Dạ vâng. Thế thì mày làm chuột thí nghiệm để tao nghiên cứu cho nha. Anh làm gì mà khôn thế? Tao biết thừa cái tiền mua bài này mày lấy từ đâu nhá. Đúng là thương cho roi cho vọt, ghét cho bộ bài. Nào, lá bài đầu tiên nào. Selfie bằng cam thường và thay làm ảnh đại diện trong vòng 24 giờ. Anh làm gì đấy? Đá vào lời ra, đăng đi chứ còn gì cô. Ê từ từ đã, hình như có cái hình phạt em có thể chịu phạt được đúng không? Mày, thế em cũng đòi làm bố của hiệu trưởng. Có mỗi cái thử thách đầu tiên này mà mày đã né rồi. Rồi thì đăng. Có chỉ khí đấy em trai, thử thách thứ hai. Chọn một vị trí trên cơ thể để tác động vật lý. Cái gì mà em sai, chọn có lợi vậy? Thì bài nó thế, sẵn sàng như cũ. Tiếp tục thôi chứ nhở em trai nhở. Anh quá đáng lắm, anh bốc hai lần rồi, lần này để em đi. Làm sạch người bên phải bạn nào, ngoái tai, lau mặt, rửa tay. Cái gì đây? Công nhận bộ bài của thằng Bách Khỉ này quá tuyệt vời. Eo ui. Chắc chắn sẽ mua tặng bạn bè mỗi người hái hộ. Sao cái khăn công an như cơ. Anh cứ đợi đấy, quân tử trả cá 10 năm chưa muộn. Riêng cái bài này tao chơi với mày cả năm cũng được nhá. Tình bạn diệu kỳ, tất cả thơm má nhau, ai không thơm hoặc không cho thơm chịu phạt. Anh Bách, muốn thơm hay bị thơm